Rồi chào anh em ha, nay em quay cái clip tính làm cái bô này nè, cắt rồi thu gọn lại đặng gắn giống như cái máy kiểu như vậy nè, mà cái bô em làm cho quay ngang đây nè, gắn trên cái máy sắt Doman CA113 của em nha. Đó, này em quay cái lúc bắt đầu cho anh em coi ha. Có gì thì anh em đăng ký kênh theo dõi để em ra mấy cái clip hấp dẫn cho anh em coi. Trời đang mưa nó hơi ồn xíu ha. Đó thì cắt đặng thu gọn cái bô này lại nè, gắn cho nó hợp với cái máy hơn. Cái máy thì em để chỗ ông anh này, đang mưa chưa có lấy được. Nào lấy về em gắn rồi em quay tiếp cho anh em coi nữa. Rồi bắt đầu get go. Này đi tiệm cắt ga nè anh em ơi, cắt ga mình tính bóp cái này cho nó nhỏ lại xíu nữa nè, nó mới thành hình cái bô nè. Cầm cái gá lên thử coi nó khoảng khoảng vậy đó, rồi mình thu cái cổ lại nữa đó, thu cái cổ lại nữa là cho nó nhỏ cái cổ này lại xíu nè, rồi nó cong cong nữa là hợp rồi đó. Rồi nào tới đâu rồi quay cho anh em coi nữa, chút đem đi hàng gấp lại đây ha anh em. Này ngày qua đi cắt ra nè, cắt ra bữa nay anh em mình mài đồ lại rồi uống cho nó tròn trịa nè, rồi xíu nữa là mình đi hàng lại ha. Đó, là 10 khúc đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đó. Gáp lại 10 khúc này đó, là hình cây bô đó. Nó gian nan lắm anh em, không phải dễ đâu ha. Quay lại anh em coi theo dõi cái hành trình làm bô của em ha. Chắc trong ngày hôm nay xong rồi đó, hàng xong rồi em quay anh em xem nữa. Em quen khúc gì em không có edit gì hết, em ghép lại là xong. Anh em coi có gì sơ xuất thì cũng không cảm ha. Đó. Ghép 10 khúc này lại nè, thành cái cổ, thành cái bô nè. Nào có clip nổ thì em gửi cái clip cho anh em coi. Rồi. Chào anh em ha. Rồi tới khúc tiếp theo thì em quay cho anh em coi nữa. Đem qua thợ hàng nha. Trong quàng nó thay luôn khách hàng không? Đó là công từ đây ra đây, đây là bác sẽ làm mà hướng nào là nó ok với nó. Ủa đi cái con gì đó hả? Đó đi ra gì đó, ra ngoài quật ra ngoài đấy, đi theo đúng rồi đó. Đi lên đây, đi ra đây. Ở ngoài là người ta có mấy cái mũ người ta bắt vô rồi cái đầu sông đâu có hình, còn Việt Nam mình làm cái này bởi vì là mình làm chơi đồ mình phải tưởng tượng chứ lắm mấy gà đó, mình chơi đồ hẹt luôn, mình là phải nói tưởng tượng chứ lắm mấy gà. Cái này làm cái kho dài quá cũng đẹp, phải kho nhuyễn á, nhìn cũng đẹp, đi chua ngắn, dạ chua ngắn sùng cũng đẹp. Review cho anh Phong lên luôn. Nói chung là cái đầu chế nó làm mà thấy đôi khi nó không có nhiều bằng cái đồ mà người ta đang xài. Đá này quen rồi.
cái này nếu mà đi đẹp luôn là phải đi nhiều co hơn nữa. Dạ. Co để hơi cái chỗ đó hơi khớp á.